Từ đầu tháng 8 năm 2024, các phiên đấu giá đất tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hà Nội gây xôn xao dư luận với nhiều điểm bất thường như lượng hồ sơ lớn, mức chung đấu giá cao, giá khởi điểm thấp. Mới đây, theo thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội, hầu hết các trường hợp trả giá cao, trong đó có người trả giá cao nhất lên đến 103 triệu đồng trên mét vuông đã bỏ cọc. Trước tình trạng trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần tăng cường các biện pháp nhằm tránh tình trạng nhà đầu tư lợi dụng các phiên đấu giá để đẩy giá đất. Cái giải pháp để tránh cái việc trả giá cao rồi bỏ cọc, đó là giải pháp là để cái mức giá khởi điểm cao lên. Bởi vì là 20% tiền cọc ấy là tính trên giá khởi điểm, chứ không tính trên cái giá trúng. Chính vì vậy là nếu mà giá khởi điểm mà ở mức rất là thấp, thấp hơn giá thị trường, thực tế giá thị trường, thì dẫn đến câu chuyện là có thể vài nhà đầu tư họ góp tiền vào để cho một người đứng đặt cọc. Và cái người đấy người sẵn sàng trả một cái giá cao ngất ngưởng lên, giá không tưởng. Cuối cùng là tạo ra một mặt bằng giá mới, và những người sau sẽ trả những cái giá ở các lô khác nó thấp hơn và người ta rất dễ dàng bán những lô khác. Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho rằng bên cạnh nâng mức giá khởi điểm, cần thiết phải nâng tỷ lệ đặt cọc và rút ngắn thời gian nộp tiền chung đấu giá. Chúng ta cần phải xem xét để điều chỉnh. Thứ nhất là cái tỷ lệ mà đặt cọc ấy, bởi vì cái giá khởi điểm mới là giá thấp, cho nên là nên chăng đưa hẳn đến 50% đặt cọc. Thì tôi tin là sẽ cái số người mà định thổi giá người ta cũng sẽ phải ngần ngại, người ta sẽ phải xem. Cái thứ hai là cái thời gian để mà thu cái tiền đủ khi mà anh đấu giá trúng, việc gì phải để 3 tháng. Bởi vì nếu như anh đã định đấu giá, anh phải có tiền chứ. Thì chỉ theo chúng tôi chỉ cần 1 tháng là ông phải thu xếp tài chính, ông mới dám đi đấu giá. Thì những cái như thế nếu chúng ta giải quyết hài hòa sẽ không có những cái vụ mà thổi giá lên như là Thanh Oai, Hoài Đức. Luật đấu giá tài sản năm 2024 quy định cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm với những trường hợp đấu giá đất thực hiện dự án đầu tư mà bỏ cọc, vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền dẫn đến hủy kết quả đấu giá. Tuy nhiên, các quy định này phải tới ngày 1 tháng 1 năm 2025 mới có hiệu lực. Vậy nên, nếu không có những biện pháp khắc phục kịp thời, chiêu trò trả giá cao, tạo suất ảo rồi bỏ cọc rất có thể sẽ tiếp tục tái diễn trong thời gian tới.